huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh. Nhiều tập thể cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đang tiến vào lễ đài là mỗi nữ sĩ quan cảnh sát giao thông từ những ngày đầu cách mạng tháng 8 và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, các đội công an chỉ đường, kiểm tra xe tải, tuần tra kiểm soát trên sông là tiền thuốc. Lâu xin in tư. Bạn ấy đang không nói được nhá. Để tí xong nếu mà có duyên thì mình sẽ xin in tư cho các bạn nhá. Bạn này là người ở Điện Biên nhá. Vâng ạ, con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Cho cô lên sóng ấy. Đây, cô rất là nhiệt tình cầm quạt để quạt cho các bạn ấy. Cô ơi, mấy bạn ở trên này cũng nóng lắm. Cô quạt cho mấy bạn trên này vâng. Anh xin lỗi nhá. Đấy là, bạn này chảy toát hết cả mồ hôi rồi. Đấy, mọi người có thấy không ạ? Bạn nào cũng nóng, mỗi người hưởng một tí quạt. Bà con nhân dân Điện Biên rất là nhiệt tình, rất là quý mến mọi người nha. Mọi người nên ghé qua mảnh đất Điện Biên nhé. Đây, đây mà Hùng sẽ quay xa ra để mọi người nhìn được toàn cảnh nhé. Toàn cảnh của cô ấy. Đang cầm quạt quay cho các đồng chí công an nhân dân. Đây, các bạn ở đây cũng rất nhiệt tình nhé. Xinh đẹp quá. Hùng 7 tháng 5 anh có like nhá. Anh sẽ like đủ cho mọi người nha. Mọi người follow thả tim chia sẻ cho em nhé. Thực sự là em cũng ra đây để canh, để like cho mọi người đấy. Còn chưa cơm nước gì đâu bạn. Một lòng vì nước, vì mọi người, mọi miền tổ quốc đấy.